em hái đi. Ừ, đó. Đó, hái raspberry. Đây. Cái này, đó, chín rồi đó cưng. Trời ơi nè. Đó. Ôi, sao chịu không hái mà vậy đó mà. Chín rồi đó, để dành cho em đó. Vậy hả? Cảm ơn chị. Đó, đây nè, ở trên. Ôi, đã nghe, cái này chưa chín. Cái nào chín là biết liền ha. Đó. Mở mà ổng muốn chở. Chở sao? Cái nào coi chở nha. Ôi, chở nào ổng chở. Chào tội nghiệp. Rồi đây nè, đó bên đó. Thôi nhiều quá. Thôi chị đi ra chứ chị bé nhỏ quá. Raspberry của nhà chị với lại, đây bây giờ mới lại chờ Yuki này bà cố nội. Rồi raspberry ở đây nữa nè em. Rồi, em cứ hái đi. Mình hái raspberry. Hái đi rồi vô ăn nha, thôi rồi tối rồi. Đó, vô ăn, chị cho em ăn bún riêu nha, bún riêu cua đồng giò heo. Rồi chị có mua pollen bò, em đã ăn cái pollen bò đó bao giờ chưa? Vậy á hả? Chưa bao giờ ăn. Vậy nè, giờ muốn ăn pollen bò hay muốn ăn gì? Chắc em ăn bún riêu cũng được. Rồi cái đó đem về cho con, dẫm vô cũng được, từ cái cà rốt năm nay kỳ quá à. Không có được, không có được cái gì. Em chưa thu hoạch luôn á chị, kể đi em mà coi thu hoạch coi. Ok. Dục đi. Trời ơi, nhiều quá nè, chị không hái đi. Ôi, mà để dành đó. Hái đi, rồi đi. Còn có mấy trái đó, cho chị đi. Rồi đi qua hái dưa leo. Ăn em hái luôn đi. Ôi, chết cha hả? Anh đi vô lấy em cái bọc đi. Cái bọc, một hai cái bọc đi để hái cải kheo. Để anh lấy cái bọc anh đựng. Anh đã không nè? Được. Đó. Ăn thử hay ngọt. Dạ, chị ăn bữa đi ra pha bức ăn tè le hết. Nghỉ luôn còn chưa đã nữa. Không, nhưng mà cái vô dường á thì nó ngon. Nó thơm. Rau dường cũng ngon. Cái này cũng thơm. Này thơm lắm anh. Cái dâu, không ý em nói là dâu. Cái này cũng ngọt rồi. Rồi, bây giờ mình hái cải kheo nha. Wow. Cải kheo. Cải kheo nhìn đã chưa? Ít thôi nha chị. Vừa vừa thôi, nhà em ăn ít thôi, có nhỏ đó, thôi. Ngày nào quá chị cũng ép nước uống á cơ. Rất là tốt nha. Chiêu đi. Chiêu đi. Không, nó bự rồi đó. Nhưng mà nó vẫn còn đủ. Cải kheo này là chị trồng từ hạt hay là từ cây? Không, cái này á là từ cây. Cái này á cái cây chị gieo. Cái cây hạt á. Hàng chị gieo làm giống á. Ồ, vậy hả chị? Ít thôi thường hả? Đúng rồi. Nó đùa ra nó nhiều bát nữa. Ồ, của dền chị chưa thu hoạch hả? Chưa. Cải keo của chị là gọi là củ keo khổng lồ đó. Còn cái cải keo bên đây là cải keo gì chị? Cải keo, cái này là cải keo xoăn. Xoăn. Bên đó là cải keo khổng lồ, khủng long. À, khủng long hả? Wow. Ủa, cà chua chị cũng quá trời trái đã chưa? Rồi bây giờ cái này là cải kheo khủng long. Khủng long hả? Ít thôi chị. Hái trời. Đó, cứ sáng nào chị cũng ra chị hái. Đem vô. Mà ăn cái này tốt lắm đó chị. Chị xay nước uống. Cái này ăn lẩu ngon đó nha. Rồi chưa ăn thì uống cho xịn á. Ăn á. Rồi đi vô hái bầu đi. Ok. Rồi. Đây. Đây, đây là quà mang về. Em cảm ơn chị. Chị mới hái mùng tơi mướp ở trọng hả? Đi thu hoạch cái bầu nha, lấy cái kéo rồi em cắt cái ngay chỗ này. Ok chưa, từ từ. Rồi bây giờ bắt đầu cắt đi em. Dạ. Rồi. Wow. Bây giờ cắt trúng cái cành của nó nha. Dạ, em biết rồi chị. Rồi. Dạ. Rồi. Wow, trái bầu đã chưa nè. Đây này, đây còn mấy trái nữa. Mấy trái nữa để cho nó lớn nữa rồi đó. Cái mình lại thu hoạch. Lủng lẳng đây nữa nè chị. Đây nè, nó chú thấy. Biết, chị biết mà. Đó, đó thấy chưa? Quá trời luôn á. Cô đã chưa anh nè, anh. Đó chị, cái này ăn đủ hai vợ chồng mà. Cái này là bầu trắng trái ngắn nhưng mà nó lai rồi. Còn cái kia là bầu sao trái dài. Đó, đủ loại. Đó là mồng tơi và mướp Peru chị Hiếu cho nè. Mới hái luôn á. Cái hái là em nó chưa tới đó, mình hái trước. Đó, mồng tơi với lại mướp Peru về nó đã chưa nha. Rồi, cảm ơn chị nha. Rồi em mở bịch kia coi. Cái
này là đậu Hà Lan. Đậu Hà Lan nhà chị đã chưa muốn chưa đi ơi chưa đi. Sao đã chưa? Wow, bự chưa nè. Ngon quá, cảm ơn chị. Rồi đó. Dạ. Rồi em mở bị kia. Vội á là hái chứ để cho em nó đến rồi em nó còn về tối. Ừ, này là lá mơ. Lá mơ. Sorry chị. Ok, rồi. Wow, lá mơ thèm được chó. Đây cả nhà ơi, hôm nay cuối tuần. Thôi mình gặp fan hâm mộ của mình cả nhà ơi. Chị Lý rất là bắt công video của mình. Và hôm nay là gặp mình để là đến nhà của chị bạn chơi hát karaoke đó. Sao chị Lý hôm nay gặp em sao, thấy em sao? Bữa giờ là mai nhưng có chuyện gì đến nhiều lắm rồi nè, mình đã được gặp mặt em rồi nha. Bữa em sao tôi bếp trên mai, bếp trên mai nhiêu bếp ha. Ok, bây giờ mình sẽ hát một bài để vui với lại mấy chị nha.